Ca bài sọ che sọ đặt sọ phơi màu tía sọ rồi lúng mình sẽ làm đại con đẹp ra cho mọi năng sẽ rốm đó hiện cọ sọ năng bằng tôn sọ là bỏ sẵn ở đây cái mai gì nhâm chập đam ra vì là sao pi ngày cọm đón pi ngày cọm đón cho mọi năng sẽ bù thầm chia là sao sọ là bỏ nhóm cứ lên bầu à chẳng cứ nhâm chơi ra cho mọi năng sẽ bù cọ sọ đằng cái gì đi chà ai viết sắm pi bật pha năng cung sắm mỗi chấm nốt là chỉ thầm chết sắt sắt đại quạt mà cha phải làm to cứ quạt ăn từ sắt sắt này rồi đây cài chà hay miên sinh nhà bạch huế này đó khné cứ miên sinh nhà bạch làm tới tập quạt xong là chết và cá chi phải làm quần anh muối cho mà lộ chun và chịu vào rót mai giờ hỏi sư phụ ni phật đại nhâm chưa chết ta bằng quần thở môi đằng môi lại bằng tích tái ban thò ở trong bạch chai lôi đong lập là chiếm hay là chiếm phần tái phở lòng buôn hẹp chất đoạn bàn thò lấy á cứ mỗi đằng môi tạm đầu mình tập nhóm vừa ca cọ sọ ọp sọ nồng phào phình cái đó môn cọ hơi đỏ thì á bây giờ thọt cạch cạch á lại cứ không sợ hai hai riêng có mặt đo lắm mẹ kịp sợ để cho bọn này mở bàn trà ra xa sợ những bia rôn mục mục á chẳng bọn bọn mở cứ lên bọn sợ là hột thấy sợ lăng rồi lo rồi thôn rồi lo mà để mình liệp hình liệp ấy nữa là cái này á hỏi phó nữa vợ mình liệp hình mình thay mà gì chẳng bọn ôi còn phải chui con trò xa nạ đây mai dương phong á là mình bị phập hết chẳng bọn ôi còn phải chui con trò xa nạ đây mai dương phong á là còn không sắc xa vì bà tê cái màu chung đó bà tê mai dương á Thank you.